giờ 9 rồi này. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn Du Lịch nhé. Bây giờ là 5 giờ chiều, hiện tại mình đang có mặt bên đường Phạm Văn Chí. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn đó là quán ăn Cường Ký. Quán ăn của người Hoa rất đông khách và hấp dẫn ở khu vực quận 6 cả nhà. Bây giờ mình đến đây anh bắt đầu mới dọn hàng ra bán này. Khách có đến ngồi ở đây đợi thưởng thức rồi. Ngày xưa mình có đi học nghề nấu ăn gì không anh? Dạ không. Không à? Tự ở nhà, tự học. Dạ. Thấy anh tay nghề lắc chảo điêu luyện quá. Ở đây cái thời gian mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Từ 4 giờ bắt đầu bán. Dạ. Bán mới 12 giờ khuya. Vâng. Thấy cái cơm trên Dương Châu này có xúc xích, lạp xưởng à? Lạp xưởng với cá xíu. Dạ. Nhầm, cứ nhầm lạp xưởng với xúc xích. Lạp xưởng với cá xíu. Dạ. Tiếu xào. Những phần đó nhiêu tiền đấy em? 50 ngàn. Đây có cái menu từng giá tiền theo món này. Ai có đi ăn thì mình tham khảo nhé. Bảng giá. Món đó là món gì đấy em? Gà chiên nước mắm.
xào hải sản. Mình đang nấu món là súp hải sản đấy không anh? Súp ống chiên xào á. Dạ. Trong đó mình có tôm với mực. Tôm, mực, hầm, cái gì? Dạ. Bốn món. Bốn món. Thấy là hấp dẫn đó cả nhà. Đó là bột năng anh. Đúng rồi, bột năng. Dạ. Đó tạo cho nó sệt sệt phải không? Bây giờ anh vớt cái bọt nó bỏ đi. Câu cải vô. Cái bột năng vô xong quấy đều nó sệt sệt lại. Đó, bây giờ chín rồi này. Ồ, thấy hấp dẫn đấy cả nhà. Dài dài. Thank you.
Đó là món bò xào. Khách mua mang về. Ở đây mình nghĩ mình bán nghe món hủ tiếu xào chạy nhất phải không anh? Xương xào chua ngọt. Dạ. Đến giờ em là bán chị về mấy món rồi. Không có bán gì đó. Dạ. Và hủ tiếu xào, cái cơm chân trâu, cơm hải sản, cái xương xào chua ngọt. Vâng. Hủ tiếu xào. Dạ. Xương xào chua ngọt anh. Có cơm luôn. Vâng. Là chạy nhất món đó đó. Dạ. Những cái phần chị đang làm bao nhiêu tiền đó chị? 45 ngàn. Chỗ thấy có một con tôm to đùng luôn, có gà mực này. Cá viên. Dạ. Có như là 4 món đầy đủ hết phải không anh? Dạ. 45 ngàn phần ở đó cả nhà. Nguyên một thau hấp dẫn này. Thấy cái màu nước đỏ đẹp quá trời luôn các nhà. Đó sẽ có cà chua, dưa leo, thơm, hành tây. Cái nước đó mình pha màu gì mà đẹp vậy em? À. Đó phần mì giòn. Cái mì giòn đó có 45 ngàn à chị? Dạ. Thôi thì tôi ngoại giao chậu hỏi thôi. Luôn cái mắm vậy. Rồi hỏi thì thế
khách ngồi bên đó ăn. Cho cái bột năng vô xong quấy đều nó sẽ sệt hấp dẫn. Bây giờ anh đang chiên món gì đây anh? Lợn chiên trâu. Dạ. Yeah. Một phần có hai cái trứng anh? Không, một phần có trứng. Dạ. Ở đây là xào hai phần. Dạ. Lợn chiên Dương Châu. Mình là muốn lắc được chảo chuyên nghiệp chắc phải tập một thời gian mới được anh hả? Đúng rồi, phải lắc này. Dạ. Lắc phải cho đều cơm mới ngon được. Quá đá luôn. Cả nhà thấy không? Thấy tay anh lắc là rất điêu luyện. Phần cơm của mình bây giờ sẽ ra đây thưởng thức này cả nhà. Sườn không 50, còn phần cơm này 45.000 này. Đó. Dạ. Rồi, xin mời cô chú chị và các bạn nhé. Mình sẽ thưởng thức món sườn xào chua ngọt và món cơm chiên hải sản. Ở đây là cơm chiên hải sản này. Đây là cơm chiên có mực, có tôm, có thịt. Đấy, món này hấp dẫn này. 45.000 phần nữa cả nhà. Đây. Thấy cái tôm này ăn ngon này. Ăn nó sợt sợt ngon.
Thấy là cái cơm chiên này ăn là rất ok này, có tiêu thơm, có tiêu, có trứng nên gia vị ở đầy đủ, vừa ăn. Có dưa leo, cà chua. Thật sự một cái phần mình kêu quá trời đồ ăn luôn á. Đây là phần sườn xào chua ngọt 50k. Ở đây là sườn này. Cái thịt này ăn làm sườn này ăn dai dai ngon, vừa ăn không có mềm. Nước đây là ăn thấy ngon này cả nhà, chua ngọt, màu rất đẹp. Ủa, thấy 50.000 là quá trời luôn này. Được 2, 4, 6, 7 cục sườn. Đây còn 6 cục, mình ăn hết 1 cục rồi. Sườn ngon, ngày chiên mà, ngon. Mấy món này tẩm ướp gia vị của người Hoa ăn ok. Cơm mà 45.000 là quá trời luôn. Đây được nguyên một chén canh có cục xương này, xương ống này. Rồi. Đáng quá luôn. Đó, sau đây mình xin giới thiệu sơ cái phần cơm với phần sườn xào chua ngọt mình kêu đó. Theo mình ăn là quá ok luôn đó cả nhà. Quán ở đây rất nổi tiếng á. Cô chú bạn ai có sở thích món này thì ghé đây thưởng thức nhé, ủng hộ nhé. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé.